là người đưa Tây Du Ký trở thành huyền thoại điện ảnh. Vậy mà với cố đạo diễn Dương Khiết, Tây Du Ký lại là nỗi nuối tiếc lớn nhất của bà. Tây Du Ký là bộ phim nổi tiếng mọi thời đại và có tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi biên giới Trung Hoa. Công chúng đã quá quen thuộc với hình ảnh bốn thầy trò Đường Tăng vượt 81 kiếp nạn để đăng sen hóa Phật. Chỉ riêng tại Trung Quốc, dù đã lên sóng hơn 2.000 lần, đạt lên tinh kỷ lục lên tới 89,4%, nhưng Tây Du Ký phiên bản 1986 vẫn là bộ phim được yêu thích nhất. Thế nhưng, cố đạo diễn Dương Khiết, người được coi là linh hồn của bộ phim huyền thoại này, lại coi Tây Du Ký là nỗi đau, là nỗi nuối tiếc lớn nhất trong đời. Đạo diễn Dương Khiết nói, tôi không thấy vẻ vang về Tây Du Ký. 10 năm sau, khi phát sóng lần đầu, tôi không xem nó, bật TV thấy Tây Du Ký là tôi tắt. Vậy tại sao, từng yêu thương, dồn hết tâm sức cho Tây Du Ký, đạo diễn Dương Khiết lại cảm thấy đau đớn và nuối tiếc đến thế? Tây Du Ký bắt đầu được đưa ra trình bày để xây dựng thành phim từ năm 1981, khi Dương Khiết được lãnh đạo cấp cao của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hỏi rằng, Dương Khiết, nếu để cô quay Tây Du Ký, cô có dám nhận hay không? Khẳng khái quyết tâm, đạo diễn Dương Khiết dõng dạc tuyên bố, bà có thể làm tốt hơn gấp trăm lần và thành quả ấy đã được ghi nhận. Là người đứng đầu và chịu trách nhiệm cao nhất cho toàn bộ quá trình làm phim, đạo diễn Dương Khiết phải chịu áp lực vô cùng lớn. Đạo diễn Dương Khiết đã nhiều lần mâu thuẫn với chủ nhiệm sản xuất, bởi bà muốn đầu tư tới nơi tới chốn, trong khi đó chủ nhiệm sản xuất lại chủ trương tiết kiệm triệt để. Cụ thể, trong một cảnh cháy chùa, đạo diễn Dương muốn đốt cả mô hình chùa lớn, còn chủ nhiệm chỉ muốn đốt mô hình bằng giấy. Trong công việc, bà là người trực tiếp xử lý hàng loạt công việc từ lớn đến nhỏ, tìm diễn viên, chọn nhạc phim, xin kinh phí, dàn xếp các mối quan hệ bất đồng. Đạo diễn Dương Khiết khi đó được cho là đã quá nghiêm khắc với các nhân viên và cả các diễn viên trong đoàn làm phim đến mức bà bị cô lập. Tuy nhiên, cũng có người cảm thông với bà bởi số lượng người trong đoàn làm phim quá lớn. Nếu không nghiêm khắc, sẽ chẳng thể nào quản lý nổi từng đó con người. Không chỉ bị nghi ngờ về khả năng thành công của phim, đoàn làm phim Tây Du Ký và bản thân đạo diễn Dương Khiết còn từng bị nghi ngờ về lợi dụng việc quay phim để đi ngao du thiên hạ, ăn tiền quảng cáo. Nhà quay phim Vương Sùng Thu, đồng thời cũng là chồng của Dương Khiết thanh minh cho vợ, để quay Tây Du Ký, đoàn đã đi khắp mọi miền non nước của Tổ quốc. Du lịch lúc đó đâu có như bây giờ, có nơi còn không có nhà nghỉ. Lúc đến núi Thanh Thành, chúng tôi ở một nơi xứng đáng gọi là khu ổ chuột. Chuột ở đó nhiều lắm, mỗi ngày mọi người đều phải nghe tiếng chuột rục rịch. Ở ngoài, người ta nói chẳng được, họ không thể nào hiểu chúng tôi đã lao tâm khổ tứ, hy sinh vì Tây Du Ký đến mức như thế nào. Với đạo diễn Dương Khiết, điều bà canh cánh trong lòng đó chính là kỹ xảo hồi ấy quá thô sơ. Có những cảnh quay nguy hiểm đến tính mạng của diễn viên. Lục Tiểu Linh Đồng đã từng ngất xỉu khi rơi tự do ở độ cao gần 3 mét xuống mặt đất, khiến cả đoàn phim sợ hãi. 6 năm trời với 20 năm tập phim Tây Du Ký 1986, với kinh phí không thể cao hơn, đạo diễn Dương Khiết cùng đoàn làm phim không chỉ ghi hình tại Trung Quốc, nữ đạo diễn còn kéo quân sang Thái Lan để thực hiện cảnh Thiên Trúc. Và tổng kinh phí của đoàn làm phim chưa tới 6 triệu nhân dân tệ, xấp xỉ khoảng 23 tỷ đồng. So với những bộ phim truyền hình cùng thể loại hiện nay, đó là một con số rất nhỏ. Hầu như trong đoàn từ vai chính đến vai phụ chỉ nhận được mức thù lao khoảng vài chục nhân dân tệ một tập. Đây là con số quá chênh lệch so với các nghệ sĩ trẻ hiện nay. Theo tiết lộ của Đường Kế Toàn, nhiếp ảnh phim trường kiêm cả quay phụ, cả đoàn làm phim khi ấy chỉ có một chiếc máy quay duy nhất. Tất cả mọi chuyện đều phải tiết kiệm tối đa để dành tiền cho giai đoạn hậu kỳ và làm kỹ xảo. Hầu như các diễn viên trong đoàn như Lục Tiểu Linh Đồng, Chỉ Trọng Thụy, Diêm Hoài Lễ đều phải đảm nhận thêm nhiều nhân vật phụ. Riêng chuyện cát xê nhạy cảm, người có giá nhất là Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ, mỗi tập phim cát xê chỉ có 70-80 nhân dân tệ, khoảng 240-270.000 đồng ở thời điểm hiện tại. Lúc khởi đầu là 50 tệ một tập, tức là khoảng 171.000 đồng, sau dần mới tăng lên 80 tệ, mà cũng chỉ có tôi với Mai Đức Hoa vai Chư Bát Giới mới có được cao hơn những người khác. Tổng cộng, Lục Tiểu Linh Đồng vào vai Tôn Ngộ Không cho bộ phim Tây Du Ký ròng rã hơn 6 năm trời với 20 năm tập phim, nhưng chỉ nhận được khoảng 2.000 dân tệ, tức khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, dù là nỗi đau, là niềm tiếc nuối lớn nhất trong đời, nhưng Tây Du Ký vẫn sẽ mãi là tâm huyết suốt cuộc đời của đạo diễn Dương Khiết. Bà tâm sự, những thứ trôi đi sẽ trở thành kỷ niệm thân thương. Chúng ta hãy giữ những tháng ngày ấy trong tâm hồn, coi đó là những kỷ niệm thân thương nhất, bởi đó là mối duyên trong cuộc đời. Vậy còn, Tây Du Ký trong tâm trí cuộc đời của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với mọi người bằng cách bình luận ở bên dưới. Và đừng quên là hãy like và subscribe kênh YouTube Phạm Anh Quang History để đón xem những video mới nhất về Tây Du Ký.